Xin chào quý vị và các bạn đến kênh Huy Dùng Dreamland, đất nền đô thị vệ tinh Hà Nội. Xin chào tất cả quý chị và các bạn trở lại với những mảnh đất vô cùng tươi đẹp tại Vân Hòa. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời rất là nắng. Đó, trời rất là nắng luôn. Duy Tùng sẽ review cho quý chị và các bạn một mảnh đất. Có thể nói là một mảnh đất nghỉ dưỡng tại thôn Nghe Vân Hòa. Tổng diện tích là 2629m. Rất là đẹp. Nằm trên, có thể nói là nằm trên trục chính của Vân Hòa, Ba Vì. Sát với, gần với vườn quốc gia Ba Vì. Có thể nói sát cạnh vườn quốc gia Ba Vì luôn. Và phía sau lưng của mảnh đất đó là đường lên Đền Thượng. Mảnh đất nằm trên một sườn đồi. Rất là đẹp. Tổng diện tích là 2629m. Có 200m đất ở. Đấy, đường đây là đường vào khu du lịch. Đấy, đường trục tính vào khu du lịch. Và phía đằng sau của mảnh đất kia nó là cái đường lên Đền Thượng. Đấy, rất là đẹp. Đường lên Đền Thượng. Đấy, mảnh đất, đường trước mặt của mảnh đất đây. Đây là lô góc, có thể nói là lô góc. Mảnh đất đây lô góc. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy. Lô góc mảnh đất 2629m. Em sẽ lên phía trên để quay cho quý chị và các bạn nhìn rõ độ view của mảnh đất rất là đẹp. 23,5m mặt tiền. Mặt tiền là 23,5m, lô góc 2629m. Đó, ranh giới đã rõ ràng rồi. Rất là đẹp. Hiện tại bây giờ giá đang rất là rẻ. Đây, em sẽ cùng quý anh chị lên quan sát kỹ hơn phía trên của mảnh đất nhé. Đây là lô góc, hai mặt đường. Mảnh đất thì tại thôn, gọi là thôn Nghe Vân Hòa, Ba Vì. Chúng ta bắt đầu lên quan sát kỹ hơn mảnh đất nhé. Mảnh đất thì thế đất thoải thoải, view rất là đẹp. Có thể nói là nằm trên sườn núi và view rất là thoáng luôn. Đây, quý chị và các bạn chào. Chào bác nha, xem mảnh đất đi ạ. Đây, rất là đẹp. Hiện tại bây giờ dân đang nhờ mảnh đất để trồng cỏ cho bò. Quý vị thấy không? Nằm trên sườn đồi, ranh giới đã rõ ràng rồi. Đây, ranh giới mảnh đất rõ ràng hết rồi. Nằm trên một sườn đồi. View thì vô cùng đẹp luôn. Đó, view rất là đẹp. Tổng diện tích là 2629m. Có 200m đất ở. Đây, ranh giới đã xây hết rõ ràng hết rồi. Sườn đồi, phía đằng sau là đường lên khu du lịch Đền Thượng. Quanh đây thì trục chính này vào cũng là khu nghỉ dưỡng. Đây, quý vị có thể thấy rất là đẹp. 2629m, có 200m đất ở. Đây mà quý vị làm một cái nghỉ dưỡng, ngôi nhà trên núi này thì ở thì vô cùng tuyệt vời. Hướng đây là hướng đông nam nha quý vị nhá. Thế đất thoải thoải, đấy, dốc xuống phía dưới. Đằng trước mặt là mặt đường của trục chính và các khu du lịch tại Vân Hòa. Tổng mặt đường là 23,5m. Quý anh chị quan tâm mảnh đất này hay liên hệ với em nhá. Xung quanh đây thì em còn 5-6 lô cũng tương tự như mảnh này. Đều là những lô nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời tại Vân Hòa. Do chủ đầu tư cần thanh khoản nên quý anh chị mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Hoặc quý anh chị nào mà có những mảnh đất mà đang cần thanh khoản chuyển cho chủ nhân mới thì cũng xin hãy liên hệ với em sẽ giúp đỡ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Đấy, quý anh chị có thể thấy view của mảnh đất rất là đẹp. À, thế đất thoải thoải. Đây, tìm một mảnh đất tại Vân Hòa mà lại gần trục chính của Vân Hòa, gần các khu du lịch như mảnh này thì thực ra này rất là hiếm. Đấy, đây là cây cổ thụ đã có sẵn rồi. Đá rất là đẹp. Cải tạo thì đây, em sẽ cho quan sát hơn, quý anh chị quan sát hơn kỹ hơn đằng trước mặt của mảnh đất. Rất là đẹp luôn. Đây, bên cạnh là một nhà khác. Mặt tiền đây, mảnh đất đây 23m. Thế đất thoải thoải, view vô cùng đẹp.
Đây, bên cạnh là nghỉ dưỡng đây. Đấy, bên cạnh homestay này. Phía đằng sau đây là đường lên đền thượng. À, rất là đẹp đúng không? Không thể chê đúng mảnh này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nha. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.